Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là học sinh trường Trung học cơ sở Cẩm Đàn thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Hưởng ứng kế hoạch triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ các thông tin độc trên mạng xã hội. Với thông điệp mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một lá chắn, chiến sĩ trên mặt trận chống tin giả. Vậy nên hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một MV dân vũ rất là hay mang tên Đừng Xe Tin Giả do các bạn trường mình biểu diễn. Xin mời các bạn cùng xem và like, chia sẻ video ủng hộ trường mình nhé. Ôi rồi ôi mới sớm ra, Face Zalo hay là trên TikTok, đau hết đầu mà nhức hết óc. Bởi những cái tin xàm xí ở đâu ra, xung quanh ta thanh niên hay người già luôn đăng tin một cách vô tội vạ. Khắp cộng đồng là tin fake bùa vây. Mọi người ơi, mỗi chúng ta nên nâng cao chọn xe tin tức, không vội vàng tay nhanh hơn mắt, để mọi chuyện phút môn đi xa. Không câu like câu chuyện làm quà, vui vui thôi đừng vui quá đà, không lại lên phường nước trẻ đó nha. Thế nên bây giờ thế nào chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng. Ok ok, xe những tin lành, report tin giảm, góp sức đồng lòng mà xã hội văn minh. Dừng xe bậy nha anh chị ơi, dừng lại thôi, dừng lại đi, vì ta nào hay mỗi một tin fake được xe nguy hiểm lắm. Gom hạt mưa bé, gom hạt mưa bé, tạo cơn lũ tràn, tạo cơn lũ tràn, sức mạnh ghê gớm phá toang cộng đồng. Cùng nhau từ đây đăng bài lên trách nhiệm hơn, trách nhiệm đi. Rồi sau từ đây nếu đọc xong hãy lọc tin, cho lọc đi. Nếu cao ý thức, nếu cao ý thức, dựng xây nước nhà, dựng xây nước nhà, thanh niên Bắc Giang gương mẫu đi đầu. Một tin fake được xe, gom hạt mưa.